Chào mọi người đến với kênh Bé Đúng TV. Chào mọi người. Đó, tụi con thấy bữa nay Út đang cầm gì không? Này con diều. Đúng vậy, bữa nay Út mới vừa mộ về hai con diều rất là độc lạ đây. Ủa, có gì mộ Út? Gì mộ Út? Người ta tậu về mộ Út. Tụi con không nghe người ta nói hả? Mấy anh đá gà mộ mấy con gà đem về. Hai con diều này Út tính làm gì nó? Tụi con thấy mấy đứa nhỏ chiều bữa nào cũng lông nhông, có trong đó có con nữa. Có thằng Nam nữa. Đi thả ngoài ruộng. Có thằng Thủy nữa. Ê, ra có thả nha. Có thằng này nè. Hôm bữa thằng nào cầm con vòng màu xanh xanh đi thôi. Đi ra ngoài nắng chạy vòng vòng nè. Tụi con thả diều thấy vui không? Vui. Không vui thả chi Út, Út cũng hỏi nữa. Nhưng mà Út thấy không vui chút nào cả. Thì bởi không vui Út mới không đi thả đó. Thấy gì đâu cầm diều, cái chạy ra ngoài ruộng, nhảy lên mấy đống gơm tưng 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 tưng, thả quá bình thường. Ủa, con nhảy lên đống gơm đâu? Út nói gì mày nghe cái đó đi, mày đừng có nói vậy. Đúng nhận sai không có được cãi. Dạ dạ, hôm qua con có leo lên cái máy cầu gơm. Lên cái máy cầu gơm. Út nói ra gì không vui, vậy Út đem mấy diều mình ra làm gì, không để đốt bỏ. Thả bình thường nó không có vui. Chắc bắt bình thường rồi đó. Tụi con làm cái cách nào đó, sao cho nó khác khác con diều này coi. À con biết ơi. Sao? Lấy chanh sơn rồi sơn lên rồi thả khác liền. Khác màu liền. Không vui. Rồi vậy không lẽ mình thêm dây cho nó dài lên bay tút kia luôn. Gắn tên lửa vô bay. Cũng không vui. Ủa không lẽ vừa đốt con diều mà vừa thả mới vui không? Đây con diều mua nó có hiện trạng như thế này. Con này nè bụng ra đây. Đây là con gì vậy ta? Đây là con diều đầu gắn. Có cái đầu gắn không à? Cởi đuôi đâu đâu, đuôi đâu? Đuôi ở trong kia. Bá tên ra. Đó. Tụi con độ lên làm sao mà cho nó đẹp hơn. Nó dài hơn, đúng không? Bay cao hơn. Đó, đúng đúng rồi đó. Út mà không thấy gì rồi mà sao nó còn cái đầu không mà, rồi cái mình nó đâu. Không để Út sạch ớt, nhậu rồi. Út nghe đấu cháo rồi. Cái này chỉ có còn cái đầu không à. Bây giờ Út muốn tụi con độ cái mình nó lại cho dài ra. Rồi ở đây có bốn đứa, chia làm hai đội đi tụi con. Dạ. Giờ tôi suy ra nhiều ra ớ lộn. Nhầm mồ ai nãy chịu. Chịu là chịu luôn. Luôn là luôn luôn. Nhầm bồ ai nấy chịu. Trời, có kết quả rồi. Thần thịnh ơi là thịnh. Thằng mập với lớn luôn. Đúng rồi. Có hai Thịnh này với Hiếu mập. Hai thằng lụng luôn kìa. Có cái đầu không gắn rồi. Đây, cho con cá mập đi. Dạ, cảm ơn Út. Rồi, bây giờ diều đã có trong tay. Dạ. Đội nào mà độ con diều cái đuôi dài nhất mà con diều nó bay được lên cao nhất thắng. Dạ. 200k. Yeah! Út ơi. Thôi cho mày nói trước đó. Thôi tôi cho mày nói trước á. Mày nói trước đi. Cái gì? Mày nói trước đi. Nói trước đi. Mày nói trước đi. Mày làm thầy mày nói trước đi. Tao làm thầy mày nói trước đi. Tao làm thầy mày nói trước đi. Thì mày làm thầy mày nói trước đi. Thì mày làm học trò thì mày nói trước đi. Mày làm thầy mày nói trước đi. Thì tao là thầy của mày, mày nói trước đi. Hai tụi bay nói luôn đi. Mệt quá. Thôi mày nói trước đi. Út ơi. Nói. Sao hồi hổm là giải thưởng 500k, sau nay có 200k gì Út? Đúng rồi đó, tao tính nói câu đó đó. Đúng rồi. Trời ơi. Vậy nói nhanh đi. Nói giải thích cho nó hiểu tại sao mà hôm nay có 200k. Tại vì một đội thắng có hai người 200, có 200. Sao nói chuyện rồi lắc lắc cái đầu y chang mấy con khỉ mà bị giật điện với anh thằng. Ê vậy nghe. À, một đội hai người có 200 đúng rồi. Ủa thằng sao mày giống bò điên vậy? Giật 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 kìa, con mắt gì bị lé. Hả? Thôi thôi đi đi nè, đi làm nè. Đi. Giờ mình sẽ uống nhiều chai nha. Đội mày xài mấy cuộn hiếu? Có hai cuộn à. Còn đội tao thì có 20 cuộn à. Hả? Dữ vậy thầy? Có nhà thầy bốc phét nữa không? Tao chưa nói xong. 20 cuồng trừ đi 18 cuồng. Mày kêu tao bằng thầy mà mày nói tao bốc phét là mày hổn rồi đó. Mày phải nói là nó xạo, hiểu chưa? Thầy vậy he, nhìn mặt đẹp trai sáng láng vậy nó xạo trời. Giờ tao sẽ tổ chức một cuộc thi nho nhỏ. Thằng nào quấn xong trước thì lãnh 500k rồi cho tao một nửa. Gì? Gì sao vậy? Nếu mà tao thắng thì tiền đó là tiền của tao. Ok, mà chơi nếu mày thắng là mày sẽ chia tiền cho tao. Không có thầy, giờ chơi ai thắng lấy tiền nè, vô, 1, 2 quá. Ủa, tiền đâu ra lấy hả? Tiền của Út chứ của ai? Tụi bay chơi đã, Út trả tiền kì vậy. Cái kì chứ sao? Ủa sao con chỉ không có cái đầu? Ủa sao ông Thịnh không có hai cái miệng? Ý nói là cái đầu con chỉ á. Đâu lấy kiếm cho. Kiếm được là mày sẽ bị lé. Rồi chắc chắn tao bị lé rồi đó. Tao không lé là chắc tao lồi rồi. Đi đây coi. Cái gì mà cái cuộn chỉ người ta làm không có cái đầu rồi mới đầu người ta quấn vô rồi làm cũng phải có cái đuôi chứ. Nè, mới đầu tiên đây là cái đầu nè. Cầm kỹ nè, phải không? Dạ. Đó, bắt đầu cái mình đem ra. Rồi gói luôn nè. Không gói. Đó, mình đem ra ngoài đại đi. Hơi nó cũng ra cái đầu rồi.
chứ giờ biết nó nằm ở đâu. Út cũng như tụi bay thôi. Rồi, nhà sản xuất. Từ từ. Nhà sản xuất đã phát hiện ra một điều mới, đó là Út rất là gì báo. Kỳ vậy? Đó nè, nó ra cái đầu nè, thấy không? Tụi con mà không có Út thì làm gì ăn tụi con? Thì con làm cơm ăn. Không có cơm thì con uống sữa. Sống qua ngày, tiếp tục quay tay vận mai sẽ đến. Hỏi. Ở người đây. Đói nè, mày hút tiền nè. Mày hút tiền nữa. Chắc chắn con chiều ta sẽ bay cao hơn của các người. Mày bị bắt ngáp tiên sinh hả? Mỗi người thì có hai cuồng mà. Phải về mày đứt rồi nó mới bay cao đó. Thanh ơi. Hả? Tao thi không? Thi gì? Ai muốn mỗi tay nhất rồi thắng 500k. Chơi mày. Tụi con Thanh ơi. Tài quá. Anh làm sao mà có rồi nè anh Thịnh, anh hay quá anh Thịnh ơi. Thịnh ơi, tao mổ tay quá tao thắng rồi đó. Thịnh. Hả? Thôi chỉ mày cái này nè, mai mốt mày rủ thằng Hiếu thi á, là phải thi cái là người nào ăn ít nhất rồi đó chiến thắng, là mày sẽ chiến thắng. À, để tao vừa thách đấu vừa nghe kìa. Hiếu, tôi thách đấu rồi nè Hiếu. Sau khi đã quấn dây vào chai, bây giờ mình sẽ kiếm ni lông để làm cái đuôi nha. Cái đuôi về mình cắt cho nó bông đài. Bông đài là gì? Là bay đồng. À. Đây là cái đuôi giữa của mình nha, mình sẽ tận dụng nó để làm cái đuôi dèo. Gì vậy hả? Chứ sao mày? Rồi lâu cái cục kia hả? Rồi bố lại mày ơi, cái cục kia. Giờ mình sẽ gắn cái đuôi giữa của mình vô dèo ngang coi nó dài tới đâu, rồi mình gắn thêm ni lông. Con gắn siêu đẹp. Ủa nè em, con gắn gắn gì nè em? Gắn lục đuôi đỏ. Ủa gì? Nó màu xanh mừng rõ vậy? Nè, cái lưỡi nè, cái lưỡi màu cam nè. Ủa có liên quan gì không? Dạ thôi, cái miệng nó có màu đỏ nè. Cái miệng đương nhiên phải có màu đỏ rồi. Cái mắt màu đỏ nè. Mắt đó hả? Đương nhiên phải có màu đỏ đúng rồi. Thôi giỡn thôi, cái này là con cặp nông cặp ni. Con cặp nông cặp ni. Ê, đứng con gì? Mình cũng ni lông và mình cắt cho đều nha. Còn cái đầu bấm này để bấm vô cho dính nha. Mình đã chôm của mẹ mình. Mẹ mình đang tìm để bấm cuốn sổ đỏ lại. Ê, vậy à. Tôi đâu quên lắm. Giờ tôi về tôi lấy đầu bấm. Không thôi là dán keo lại gớt. Rồi, mẹ chuẩn bị cái cây đó. Mẹ đang bấm cái sổ đỏ đó. Copy ý tưởng của ta mà nó thông minh. Dạ, thử đẹp không? Kỳ ta. Gì vậy? Giấu trang mạng tại. Kỳ gì? Cắt kỳ á. Ủa, kỳ gì? Mày cắt cái mạng hay đu dịu heo? Nãy giờ nó thẳng lắm hả? Bay được rồi. Hẹn tay chú em đi chú khác đi. Kệ, copy ý tưởng nè, cái này mới ngay nè. Rồi, cắt 10 cuộn với 1 cuộn ngay. Ngay ghê luôn, có găng cưa nữa nè. Thôi đi ra đi. Mày đi chỗ khác nha, mày đây gì chuyện hồi tao bấm mỏ mày lại giờ nè. Anh em ơi. Mày nói gì vậy mày? Làm gì anh? Mày nói gì mày? Làm gì anh? Mày lớn già đầu rồi không biết làm gì hết. Nhéo luôn tay mày nè. Nhéo luôn tay mày nè. Cục mẹ con. Mày bay hồi nãy tao lấy cái đầu bấm của mẹ tao lấy được vài hũ sơn nữa nè. Ồ, mẹ đang sơn bóng chân. Ê. Tay. Wow. À. Sao thầy lấy đồ sơn móng tay của mẹ thầy? Hồi nãy mẹ tôi đang sơn móng tay của tôi. Chôm tôi đem qua vài hũ cho anh em chơi. Nước sơn chơi gì nè? Lấy ba cái hũ sơn nè, quạch lên mấy con dẹo á, cái đuôi dẹo á cho nó đẹp. Con này chơi đường nào? Con này chơi đường nào? Chiếc đường thần kinh. Hũ sơn giả rồi kìa. Tao về tao nói mẹ tao nè, mẹ phá của mẹ tao nè. Thôi trả lại nè em ơi. Năm cũ đó con. Trời ơi. Hiểu quá. Giờ mình sẽ dùng cái đồ bấm tập này bấm lên nha mọi người cho nó nhanh rồi mình đi thả luôn. Chứ keo nó cũng dính. Keo nó dễ chuột nữa. Một cuồng vậy là 3 mét nha. Hiếu ơi, mày làm cái đuôi mà đừng có dài quá. Chứ sao? Cỡ 100 mét được rồi. Cỡ 100 mét được rồi. Gì? Anh còn nổ gì nữa? 100 mét chứ được rồi, gì đâu nổ. Thật là đơn giản đi mới đầu tưởng khó. Con dìu mình đã là nó là con dìu gắn rồi cho nên mình sẽ cắt thêm 500 mét. Làm đi. 500 mét thôi, 500 mét. Chuyện nhiều. Mình nổ hoài, tê bạn sợ giờ. Mình chừng 600 mấy mét được rồi. 600 mấy mét được rồi. Thôi kế bên mình có chạy bơm nguyên tử rồi nè. Giờ mình sẽ cắt cho dài dài thêm nha. Họ có gì cái đuôi của con diều mình á, nó quất vô cái mặt của hai cái này. Tay nghề còn yếu mà gáy. Ồ, rất là đẹp nha. Cầm đi, cầm. Rồi. Anh mày nó 1 là 1, 2 là 3. 2 là 3. Ê, ngón tay kìa, xích ra chút. Hồi tôi cà chịu quân luôn. Cái đội đó cắt chưa xong nữa. Đội này làm được 1 km rồi đó. Cái đuôi gì nè, còn thứ gì bằng. Con cá mập này bị đột biến à. Đuôi quá dài 1 km luôn mà.
1 km luôn hả? Ừ. 1 km luôn. Sự dễ gì thế? Từ từ đi mày sẽ biết. Thôn dễ khỉ cái vậy? Tao biết rồi. Mày dễ cái bàn tay đưa ngón giữa gì? Bảy. Wow. Khỉ cái. Đưa ngón giữa thấy không? Dễ hấp du. Cái gì vậy? Mở cái kéo ơi. Cắt băng cái thằng. Cắt băng, cắt băng. Em muốn bị bắt cái đầu không? Em định ăn mừng giúp mấy anh thôi. Cắt băng cái thành. Mày tin tôi cắt tóc mày không hả? À, thôi giỡn anh ơi. Thôi về làm đi. Rồi, chắc 2 km rồi đó. Mừng về vậy sao thở anh nói tao ơi. Anh ơi, đi thầy là không bao giờ thất bại. Ừ, rồi cái kìm bấm này làm thầy thất bại đó. Cọc cái kìm bấm này đó. Mình sẽ bấm lại cho Thịnh với người cũ Thịnh quay lại. Tao không có người yêu mày. Tao mới thấy trên đời đèn cá mập có cái đuôi à. Ủa không có cái đuôi sao nó bơi? Thì nó có nhưng mà nó có dài vậy đâu. Đây là độc lạ bị đúng à. Rồi xong. Tao chúc mày may mắn nha. Thấy là biết bay không nổi rồi đó. Không chịu đuôi cục không chịu. Đuôi dài không chịu. Trời ơi. Cá mập này không có con mắt. Không mắt thì dễ vô. Trời ơi. Con cá mập sao mày dán mắt người ta mày? Kệ đi, độ sơn cái răng đi cho bao hiếu. Đã nói là độ. Mày sơn răng đi hiếu. Con gì trời con người. Ủa? Chân chơi hip hop đó vẫn hoài. Cá mập với xăm chân mày chỗ nào mà cá vậy dữ ta. Thịnh, hồi nữa mình lấy sơn á, mình ghi là Yamato Kudasai. Yamato Kudasai. Ghi vậy đó, mình ghi cái chữ bự lên. Héo, bộ mày sợ con gì ba không nổi tay dầm hay gì vậy? Ừ, tao cũng sợ tao mới tô nó nè. Là như nó miếng tải chắc cú. Cái nồi. Vậy em cái gúng nữa. Rồi ok. Con dèo của ta đang đẹp. Hiếu làm ối là nói xuống luôn. Con dèo có lỗ mũi. Thì mình sẽ trang trí cái đuôi nha. Mình thịt nó màu đen này nè, lên trên cao nó mới thấy. Hay là mày bị mù màu Hiếu? Ủa quầy. Hả? Hồi nãy là Hiếu nó không có đồng não hết á. Hiếu là nó lôi nguyên một cuồng ra, cái nó gạch từng đường. Giờ con động não lên rồi. Con cuộc là một cục y như hoài đó. Rồi xong cái con sệt Thịnh cầm lên cho tao. Rồi nè. Mày nhanh coi nè. Dĩa hay nè. Mày thấy đều chưa? Đều rồi. Mày thấy tao thông minh chưa Hiếu? Xem rồi. Thịnh một cái là đều luôn. Ừ đều thiệt mà. Quá đều. Đều ghê hiên. Mày làm gì vậy? Xịt đâu vậy? Ủa tao xịt ở dưới mà. Ở dưới hả mày? Chỉ có dính con miếng mà trên này là dính gấp đôi nè. Mày tính làm cái tay tao làm cái đuôi rắn hay gì á? Lộn, xin lỗi nha, làm lại nè. Mày cột lại nè. Hồi nó xay 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 nó mới đẹp. Rồi em xịt dưới này nha, rồi đừng xịt ở trên nha. Ok. Rồi lắm. Lắm. Lắm, lắm, rồi, rồi, lắm, lắm. Rồi xịt đi. Mấy nó làm gì giống muốn hô quạng với thằng? Ai biết đâu. Chở vô ông viện đi nè em ơi. Chở vô đây. Sao đẹp chưa? Làm gì giống cục nồi lao với tội. Thôi. Thì nó khéo tay quá đẹp quá. Đúng là người thông minh tuyệt đỉnh mà. Đây là cái biển mình mới nhập từ nước Ý về. Bạn em ơi mày làm lại với tay tao đi. Ok, tao làm lại cho. Ê, không phải, làm lại từ đầu còn y nguyên cái nước da của tao, ok? Rồi, cầm đi. Ê! Đó, muốn làm lại mà. Không, ý tao là mất cái này nè. Thì mày lấy sơn mày chùi. Sơn kiếm tăng đam. Trời, tăng đam. Cái này nhiều miếng thần? 35 miếng rồi. 35 miếng? Thần lúc, này hơn lúc. Thần, thần mập. 35 miếng là gần hơn 100 mét hả? Dạ. Dữ vậy ta. Rồi xong chưa? Xong rồi. Rồi mấy chú cháu mình qua ruộng thả nha. Dạ. Trời đông vui quá ta. Ở đây là cục cùi vui có thể nam thịt. Cái ruộng lên em ơi. Yeah. Không có con chuột nào luôn. Đội có thân thể với Hiếu mập đang thả đuôi. Thử cái con cá mập này cái đuôi vậy coi nó lên không. Cái đầu thì cá mập, thân thì rắn hổ mang. Thôi hợp quá thôi, xả đuôi tiếp đi. Ủa thầy Nam làm bối rối quá thầy Nam ơi. Ơi ơi ơi. Hiếu ơi, cá mập của cưng nó chuẩn bị về đại dương đi. Còn rắn thì chuẩn bị hầm xả đi. Giờ thả nè. Ba cao hơn rồi biết rồi. Cái đuôi con dịu của mình á phải 60 mét nha. Có người cầm phụ luôn. Ủa hồi nữa con rắn
nhiều cái mập mà có đuôi là tiết thêm sức mạnh này. Đuôi của mày không bằng cái đuôi tao rồi. Đuôi nào cũng như nhau à. Sao như nhau? Đuôi nào cũng không thấy được chứ. Không thấy được thì thả diều. Tao ơi, tao ơi. Con gì đó sợ nhiều tôi thêm mà mặt vãi vậy. Trời ơi, nó trang trí con diều của nó nè. Con diều gì, con diều cái gì vậy? Diều đực quá. Sung găng nữa. Rồi, hai đứa sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Mọi người hãy đón xem coi con diều gắn và con diều cá mập coi con diều nào thắng nha. Dạ. Một, hai, ba, buông. Buông, lên. Diều gắn quá dài rồi. Rồi xong. Còn gắn với cá mập đâu, phồng lộ đâu mà sao nó dẻo nẹo với nhau vậy? Nó quấn quấn với nhau vậy mấy đứa. Rồi lên luôn rồi kìa. Nó lên rồi. Lên rồi. Lên rồi. Cao quá. Gắn cái đuôi nó đã dài mà nó còn thêm một khúc rất là dài luôn. Ôi, gắn thêm đuôi nó rất là dài mà nó vẫn bay cao luôn. Rất là đẹp nha. Vậy là con gắn, con cá mập đã thành công. Bay được hết trơn rồi. Rồi bay rất là xa mà mọi người xem nè. Cái đuôi nó dài dữ lắm nha. Ở xa mà cái đuôi nó hơi mờ mờ rồi. Quá cao rồi, hai con dây cao quá. Con cá mập đó là của mấy đứa nhỏ kia, nó là nó chơi chung. Đàn con nữa nè. Ồ ô đã. Mày thấy diều gắn con đuôi dài không? Mạnh quá. Hai cuồng dây rất là xa luôn rồi. Không thấy luôn. Không có thấy gì bằng không? Thấy cái chấm như hạt tiêu ở đây nè. Đây nè, ngay dấu ngón tay mình nè. Wow. Hai cuồng dây nè 200m mà. Vậy là hai con diều ngang tài ngang sức rồi. Tưởng đâu là cái đuôi gắn vô con cá mập là nó bay không được á. Vậy mà nó bay cao bình thường luôn kìa. Nó lắc lắc thế đã ha. Chính con cá mập trên bầu trời ơi. Cá su trời ơi. Đây nè, đây đang đen nè. Chỉ thấy đang đen vậy thôi. Con diều nè, nó mờ nè. Nó bay cao dữ lắm rồi, nó mờ. Bữa nay với mạnh thả đã thiệt. Thường bữa là gió yếu xèo à. Lúc này cũng dần vào mùa mưa rồi, bởi vì gió dữ lắm. Nặng lắm phải không? Dạ. Cao mà, cao, ở trên cao gió nặng lắm. Kéo xuống đứt luôn không? Hả? Nhẹ thôi, từ từ. Kéo từ từ thôi. Đó, gió thở mạnh nữa kìa. Quá mạnh luôn mà, ở dưới đây mà nó mạnh, trên cao nó càng mạnh lên. Nó lắc lắc thế đã ha, coi kìa con cá mập nó ổng ẹo đẹp quá ha. Sao không bị xuống làm gì vậy? Tập cơ. Nặng không? Nặng. Bay càng cao cái sức gió càng mạnh nha. Bởi vì cọc dây giờ căng cứng luôn nè. Tiểu mập bây giờ gị xuống gị không nổi luôn á. Đó. Rồi chút nữa gió hở. Rồi Hiếu mập sẽ lên cơ luôn. Chút nữa Hiếu mập bay lên trời luôn. Thầy đó thấy gì muốn kiểu luôn nè. Rồi. Bác nghe bà của mày rồi đó. Ủa đi lên nó mạnh quá. Wow, đây nè. Trời ơi, vượt. Ủa, ban ngày có mặt trăng kìa. Bữa nào không cô? Hả? Bữa nào không cô? Giấc này mà có mặt trăng ta. Lên đi. Giờ trăng lên.
Rồi con diều gắn đã gây tai nạn nữa rồi. Nó đã quấn cái con diều cá mập rớt xuống nữa rồi. Cái đuôi của con diều cá mập còn lòng thòng trên cái cọng dây của con diều gắn. Cọng dây này khá là dài luôn. Cái này mấy đứa nhỏ này nó làm đứt hết khúc rồi. Hồi nãy thấy con diều cá mập này đuôi dài lắm nè. Đó, cái đuôi diều con gắn nó rất là dài luôn. Dùng dùng xuống đi, dùng xuống đi. Út gỡ cái này ra cho. Cái gì vậy? Quá trời ơi, nó dài. Hai đội thấy diều em bạn thấy sức rồi sao? Rồi bây giờ mình tính cái đuôi của con diều. Cái đuôi con diều nào dài nhất thì đội đó thắng. Dạ, chắc đội con thua đúng không? Sao? Tại vì cái của con nãy rớt lên mấy khúc rồi. Nãy giờ cái đó là Út không thấy, cái đó là chỉ nghe con nói thôi. Ủa mà làm gì heo? Đuôi dây nè. Thấy mày giống tập chỉ sinh chứ à. Con diều này của ai hả Thân? Con diều này của mấy bạn kia cho mượn Út ơi. Nó thả bay không được, đưa cho con nè. Nãy con thả xém nữa là bay luôn con diều rồi đó. Rồi đem xuống trả cho bạn đi. Út mang xét đi Út. Kéo đuôi dài ra. Cái đuôi của con nào dài nhất thì thắng. Trời ơi, mấy nào đứng anh cứu vậy chứ gì, Nam thua rồi. Tôi biết tôi quên rồi đó làm gì. Chưa chắc đâu. Nhìn cái đuôi tuốt lên đẳng là nhìn là biết rồi. Ông Út ơi. Quá dài. Cái đuôi con gắn này rất là xa nha, tại vì bản thân cái con diều đuôi gắn này nó đã xa rồi, mấy đứa nhỏ nó cột thêm miếng nữa là xa nữa. Hồi nãy tôi tính làm dài nữa, con diều cá mập cánh nhỏ vậy sao ba lên nổi, nên tao không làm á. Thì chi nãy mới thấy cái cánh này kìa. Rồi đội chiến thắng hôm nay thuộc về đội của thầy Nam. Yeah! Bản thân cái con gắn này nó đã dài, cái mấy tụi con làm thêm chắc mấy chục thước nữa, quá khủng. Thân, mày đi theo thầy có khi nào mà chịu thiệt thòi không? Có. Đâu? Nè 200k thuộc về đội của con diều gắn nè. Cảm ơn Út. Ừ. Chỉ làm hai đi tao mày nữa. Tao đã nói rồi, mày đi theo tao là không bao giờ chịu thiệt thòi đâu. Thế nào cũng phải có tiền thôi. Bù đắp lại được chưa? Rồi, cảm ơn. Cái đuôi của con diều của cá mập con Phúc. Vậy mà nói là 35 miếng. 35 miếng là 100 mấy thước á. Con phải nổ chứ. Để mình tháo cái đuôi độ này ra. Thả cho đã. Mày ăn gấp đóng quyền tao phải không? Đúng rồi, ok. Lên. Thành dây luôn nào. Không có đuôi này thành dây luôn. Lắm bấm gì cho đã. Vô nè, gì không? Vô nè, vô. Thằng gì không có đuôi nó nhẹ gì đâu á. Rồi. Rồi quay đi chết. Wow, nhìn kìa. Cái gì trời? Buổi chiều đâu thấy đuôi không trời? Buổi chiều chứ em quê mình thả diều rất là nhiều nha. Hình như con diều không có đuôi dài gấp hơn đó Hiếu ơi. Con diều gắn nó bay múc chỉ cà tha rồi. Một tay lên lên. Rồi video thả diều ngày hôm nay của mấy chú cháu mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những cái video tiếp theo. Tạm biệt mọi người. Bye bye.